Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm một cái chủ đề mà khi tôi đọc lời Chúa ở trong Thi Thiên, tôi nhìn thấy hình ảnh của vua David và tôi tìm thấy được cái cách thế sống của ông. Nó được bày tỏ rất là nhiều nơi trong Kinh Thánh, nhưng mà một trong những cái điểm mà nó rất là tập trung và tôi thấy được ở trong Thi Thiên thứ 9 câu 1 và câu 2, chúng ta cùng nhau mở ra và xem. Hội thánh của chúng ta sử dụng Kinh Thánh bản truyền thống hay là hiệu đính à? Dạ. Thi Thiên thứ 9 câu 1 và câu 2. Xin cho tôi chai nước. Kính mời hội thánh cùng đứng lên và chúng ta đọc lời của Chúa. Dạ, cảm ơn. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va và tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi đấng chí cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Ngài và ca tụng danh của Ngài. Lạy Chúa, một lần nữa con xin kính dâng thì giờ trọng thể này trong tay yêu dấu của Ngài. Con tin rằng đây là thì giờ thật là quan trọng cho chúng con, bởi vì người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng còn phải nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời nữa. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Ngài. Ngài phán lời của Ngài vào trong mỗi tấm lòng của chúng con, để không một ai trong chúng con lấy nghe lầm đủ mà lừa dối mình, nhưng chúng con sẽ đón nhận lời của Chúa với tất cả sự khiêm cung ở trước mặt Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng mọi sự vinh quang cho chính mình Ngài và hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý vị ngồi. Hai câu Kinh Thánh này khi tôi đọc thì tôi thấy như cái cách thế sống của vua David đã được tập chú lại ở tại nơi đây. Đọc hai câu Kinh Thánh này chúng ta sẽ thấy được bốn điều rất là rõ rệt mà vua David ông đã công bố ra ở trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Tôi sẽ. Do vậy chúng ta thấy rằng là cái lời nói của ông là tôi sẽ, điều đó không có nghĩa chỉ là hứa suông, mà chúng ta thấy vua David thật sự những gì ông nói sẽ ở đây, ông đã sống đúng như vậy. Amen. Cuộc đời của vua David là một cuộc đời mà đầy sự cảm tạ, đầy sự ngợi khen, đầy lòng biết ơn. Chúng ta thấy vua David, ông vừa là ca sĩ nè, đúng không à? Nhạc sĩ nè, thi sĩ nè. Những thi thiên do ông viết rất là nhiều, phải không à? Đó có phải là thi sĩ không? Ông có phải là nhạc sĩ không? Đã từng đánh đàn, khải đàn cho vua Saul, đuổi ác thần ra khỏi Saul. Tôi tin rằng là ông đàn rất là hay. Có lần khi tôi đi qua bên Do Thái, và khi đi vào trong vườn Gethsemane, một người ngồi trong cái vườn đó và gãi cái đàn hạt á, nghe cái tiếng đàn hạt hay vô cùng luôn. Tôi nghĩ rằng rất là khó học cái đàn đó, tại vì nó có rất là nhiều dây, không biết mấy chục dây đó, cái đàn hạt. Và khi xưa thì vua David ông đàn cái đàn đó. Và ở cái nơi mà tôi ở đó, nó gần một cái cầu
Mà cái cầu đó họ xây cái lối kiến trúc đứng từ xa nhìn nó là hình ảnh của một cái cây đàn hạt. Nó là hình ảnh của cái cây đàn. Cho nên vua David, ông là người hát rất là hay. Và tôi tin rằng ông lúc nào cũng hát hết cả. Amen. Và đó chính là những gì mà chúng ta thấy ở đây. Ông không phải chỉ là người hứa suông, mà nó trở nên một cái nếp sống của ông. Và đây cũng là chủ đề mà sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm. Đó là nếp sống của vua David. Nhìn vào tấm gương của vua David, để rồi chúng ta cũng sẽ bằng lòng để quyết định có cái nếp sống này. Bởi vì khi tôi suy gẫm bốn điều được ghi lại ở đây, thì nếu ai có và giữ nếp sống này, thì chắc chắn đời sống của người đó rất là phước hạnh. Điều đầu tiên đề cập đến ở đây là gì? Ông nói rằng tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va. Cái nếp sống đầu tiên, hay gọi là cách thế sống của một người mà luôn luôn biết cảm tạ. Mà cảm tạ ai? Cảm tạ Chúa, cảm tạ Đức Giê-hô-va. Thì tôi cam đoan rằng người đó sẽ chắc chắn luôn luôn được phước. Amen. Amen. Lý do tại sao mà chúng ta lại sẽ luôn luôn cảm tạ? Vua David ông nói rằng là tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va. Tôi muốn nói với hết thảy quý con cái của Chúa ở đây, tất cả những gì xung quanh chúng ta, liên quan đến chúng ta, đều là những cơ hội để chúng ta cảm tạ Chúa. Amen. Không khí, ánh sáng, mọi sự xung quanh chúng ta, mọi điều đang diễn ra ở trong đời sống của chúng ta, đều là những cơ hội để chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta được tận hưởng nguồn sống, nguồn sáng, nguồn phước hạnh rất là diệu kỳ và lạ lùng. Khi chúng ta không có điều gì xảy ra xung quanh mình, đó cũng là điều mà chúng ta có thể cảm tạ Chúa rồi đó. Tại sao vậy? Ông bà anh chị em ơi, đôi khi đến những cái thời giờ mà chúng ta lên để làm chứng, hay là muốn làm chứng về ơn phước của Chúa, có nhiều người nói rằng tôi không có gì để làm chứng, không điều gì xảy ra trong đời sống tôi hết, tôi không biết gì để làm chứng hết. Quý vị ơi, khi chúng ta không có bị nhức đầu, đó là điều mà chúng ta có thể cảm tạ không? Chúng ta không bị nhức răng, chúng ta không bị sổ mũi, chúng ta không bị đau bụng, chúng ta không bị mất ngủ, chúng ta không bị khó ở, khó chịu trong người, so với một người đang ở trong cái tình trạng giống như vậy diễn ra, thì có phải là chúng ta có cơ hội cảm tạ hơn những người đó không? Thông thường thì một cái điều gì đó nó xảy ra trong đời sống của một người, xong rồi sau đó người đó mới cảm tạ. Thì điều đó là đúng thôi, không có gì là sai cả. Tôi bị nhức đầu, tôi bị sổ mũi, tôi bị bất kỳ một cái điều gì đó nó xảy ra trong cái cơ thể của mình, hay là những gì nó liên quan trong đời sống của mình. Và rồi khi mình cầu nguyện sau đó Chúa ngài chữa lành, Chúa giải cứu, Chúa giải quyết, chúng ta cảm tạ Chúa. Đó là chuyện nó rất là bình thường phải không ạ? Nhưng mà khi một người không có điều gì xảy ra hết, vậy chúng ta có cảm tạ không? Tôi thiết nghĩ rằng nó còn hơn như vậy nữa. Amen. Nếu chúng ta chờ đợi để những điều đó nó xảy ra trên đời sống của mình, rồi sau đó mình mới cảm tạ, thôi tôi thà được bình an để tôi cảm tạ hơn là nó phải diễn ra những điều đó trong đời sống của tôi. Amen. Cho nên tôi muốn nói điều này, quý vị ơi, hãy giữ nó như là một cái nếp sống, một cái điều đầu tiên hết ở trong đời sống của mình, là một cách thế sống của chúng ta trong sự cảm tạ. Và chúng ta biết rằng cái nền tảng cơ bản nhất mà Đức Chúa Trời đặt để trong mỗi một con người,
Bất kỳ khi chúng ta nhận một ân huệ của ai đó thì ngay lập tức điều đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là gì? Là gì hả quý vị? Cảm ơn. Amen. Hãy suy nghĩ mà xem, ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta ít hay nhiều? Vô số. Đến nỗi mà sứ đồ Phao-lô ông nói gì à? Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không kể xiết. Làm sao chúng ta có thể kể hết được ân huệ mà Chúa ban cho? Có người nói như thế này: nếu mà lấy hết cây trong rừng để làm bút và lấy nước biển làm mực thì cũng không viết hết được tình yêu và ân điển của Chúa dành cho con người. Amen. Thật như vậy đó quý vị. Thật như vậy. Và chính vì cớ đó chúng ta có vô số điều để mà cảm tạ. Cũng vì vậy mà vua David, ông hết lòng cảm tạ. Đời sống của ông là luôn luôn bày tỏ lòng biết ơn, cảm tạ Chúa. Đương nhiên ở trong cuộc đời của ông, chúng ta biết rằng nó không có bằng phẳng đâu, nó không có suôn sẻ đâu. Chúng ta đọc về cuộc đời của vua David, trung chuyên lắm, rất là trung chuyên. Từ cái tuổi thiếu niên được đưa vào trong hoàng cung đối diện với vua Saul thông qua một cái chiến công hiển hách, đó là hạ được Goliath. Chúng ta thường thường nghĩ rằng là mình đạt được một cái chiến công nào đó, được diện kiến nhà vua, rất là hân hạnh phải không ? Nhưng mà đâu có biết được, liền ngay sau đó điều gì xảy ra? Sự ganh ghét. Thay vì được vua chiếu cố thì đằng này vua lại ganh ghét vì nghe những cái lời ca tụng của những người nữ, của những người mà biết được chiến công của ông. Saul giết hàng ngàn nhưng mà David thì giết tới hàng vạn luôn. Cho nên chính vì cớ đó ông bị ganh ghét. Rồi bên cạnh đó điều gì nữa? Ác thần nó ở trong đời sống của Saul, nó càng muốn tìm cách để mà giết vua David nữa. Và ông liên tục bị đuổi giết. Thử hỏi có thể cảm tạ được không? Chưa hết quý vị, ông phải chạy trốn. Chạy trốn vua Saul, năm lần bảy lượt bị đuổi giết. Nhưng mà khi mà Saul qua đời rồi, ông lên làm vua rồi, cũng chưa hết nỗi trung chuyên. Trong cuộc đời của ông, trong cái thời điểm mà bị vua Saul đuổi giết, thì ông đã từng giả điên chạy đến những cái vùng của người Philippines. Vua Gát, vua Akish phải giả điên để râu tóc bồm sồm, để cho nước giải rồi nó chảy ra, để cho người ta nghĩ rằng mình điên, để mà tránh né. Thử tưởng tượng, nếu mà nhìn vào một cuộc đời như vậy, thường người ta có thể cảm tạ không? Không. Sao cảm tạ được? Người ta sẽ nói gì? Sao mà cuộc đời lại xấu số quá vậy? Có công trạng với vua mà bây giờ lại như vậy. Thường thì người ta sẽ lầm bầm, sẽ than vãn, sẽ trách cứ hơn. Rồi chưa kể nữa, lên làm vua lại bị con trai của mình, chính con trai của mình tước vị. Không phải chỉ tước vị thôi, mà thậm chí là đuổi giết luôn nữa. Phải chạy trốn con trai của mình. Rồi trong khi chạy trốn như vậy, bị một kẻ chẳng ra gì ở trong dòng họ của Saul rủa xả. Tôi muốn liệt kê ra để chúng ta thấy
trong cái cuộc đời của vua David truân chuyên lắm, nhưng mà ông vẫn giữ cái nếp sống của mình, cái cách thế sống của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là gì? Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Chúa Trời. Không phải chỉ cảm tạ trong thuận cảnh thôi, mà trong nghịch cảnh ông vẫn cảm tạ Đức Chúa Trời. Đó là cách mà sứ đồ Phaolô khuyên hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 16. Hãy làm gì à? Vui mừng mãi mãi. Phải không à? Phàm việc gì, câu 18, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Ý muốn của Chúa là như vậy ở trên mỗi một đời sống của chúng ta. Chúng ta có tin như vậy không? Chúng ta có tin rằng ý muốn của Chúa luôn luôn là tốt lành ở trong cuộc đời của mình không? Dẫu rằng chúng ta tưởng chừng nó xấu, nhưng mà nó không có xấu. Chúa không bao giờ mang điều xấu đến cho con cái của Ngài cả. Amen. Cái nhìn của chúng ta nghĩ là xấu, nhưng mà với Chúa là tốt cho chúng ta. Ngài có chương trình, Ngài có một cái kế hoạch nào đó ở trên đời sống của mình, để có thể uống nắng, để có thể điều chỉnh, để có thể tỉa sữa mỗi cuộc đời của chúng ta. Ngài biết chúng ta thiếu gì, Ngài biết chúng ta cần gì, và Ngài muốn làm cho nó được đầy đủ. Cho nên ông bạn chị em ơi, hãy có nếp sống này, đó là luôn luôn cảm tạ Chúa. Dù đôi khi có nhiều điều làm cho mình bực bội khó chịu lắm, nhưng mà hãy học cách cảm tạ Chúa. Và có nhiều người cảm thấy rất là khó chịu đối với người nhà của mình, đối với gia đình của mình, đối với vợ chồng hay là con cái của mình. Chúng tôi thường thông công với nhau, hai vợ chồng tôi nói chuyện. Có nhiều người khi đi ra đường á, người ta khen, người ta thích lắm. Tại vì á, một người khi đi ra đường á, ai cũng nhẹ nhàng, nói chuyện rất là mềm mại, nhịn nhục, chịu đựng. Nhưng mà khi về nhà đó thì không nhịn ai hết, không mềm mại được với ai hết, không chịu đựng gì được hết. Chúng tôi mới phân tích bởi vì nhiều khi đi ra ngoài đó cố nhịn, không nhịn ta đánh chết. Tôi nói vui ra ngoài phải cố nhịn, nhịn để mà có lợi cho mình. Nhưng mà chính vì cái sự nhịn nhục hay đè nén đó, không có chỗ để mà xả, không có chỗ để mà tuôn ra, cho nên khi về nhà, nhà là chỗ của mình mà, nhà là chỗ mà mình tự do mà, ở ngoài thì phải kính kẻ, phải làm sao để giữ kẻ, nhưng mà khi về nhà là của mình rồi, cho nên mình xả thoải mái. Đó là một trong những cái lý do mà tại sao những người ở trong nhà, trong gia đình, cha mẹ, con cái, trong cái mối quan hệ trong nhà, ủa sao kỳ vậy, tại sao đi ra đường ai cũng khen hết, ai cũng thích hết, nhưng mà về nhà tại sao nó không giống ở ngoài đường. Hãy cảm thông, nhưng mà cũng hãy nhớ và giữ sự quân bình cho đời sống của mình. Không phải dễ, nhưng mà nếu chúng ta học được cái cách để chúng ta có thể cảm tạ Chúa trong mọi sự, dâng sự cảm tạ cho Chúa, Chúa là đấng sẽ giải quyết và làm cho tất cả những cái sự nặng nề đó nó trở nên nhẹ nhàng. Amen. Tôi đọc được một cái lời phát biểu của một tôi tớ của Chúa như thế này. Vị mục sư này là người mà viết ra cái quyển sách Thiên Sứ Học. Khi tôi học
Ở trong cái lớp học của ông, tôi phải nói rằng là nó rất là tuyệt vời, bởi vì những cái gì mà từ nơi con người á, học còn hết nữa, mà Chúa bày tỏ cho ông để ông có thể viết ra được một cái quyển sách học về thiên sứ. Những hoạt động của thiên sứ, thiên sứ là ai, thiên sứ như thế nào, vân vân, rất là nhiều. Và ông có câu phát biểu như thế này: nếu ai có tham vọng chỉ cho bạn con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất để tiến tới hạnh phúc, thì người đó phải khuyên bạn chọn lấy định luật sống, đó là cảm tạ Chúa về tất cả mọi sự xảy đến cho bạn. Vì nếu bạn biết cảm tạ và ca ngợi Chúa mọi lúc và mọi nơi, thì chắc chắn mọi bất trắc trên đường đời bạn sẽ trở thành phước hạnh. Amen. Amen. Cho nên nếu mà ai đó đến mà hướng dẫn cho chúng ta một cái con đường tắt, hay là một cái điều gì đó, một cái định luật sống, hay là một cái nguyên tắc sống nào đó, mà nó dẫn đến cái sự tranh chấp, sự ganh ghét, hơn thua khi mà chúng ta gặp phải những nan đề, thì sự chỉ dẫn nó không đúng đâu. Nhưng mà tốt nhất đó là gì? Hallelujah, cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen. Dầu thuận cảnh hay nghịch cảnh, vì chúng ta biết rằng đó chính là ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và điều thứ hai mà chúng ta học được ở đây là gì? Ông tiếp tục nói rằng: tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Tôi sẽ tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Kính thưa hội thánh, hãy suy gẫm đi, có phải mỗi một cuộc đời của chúng ta là một câu chuyện không? Amen. Nhưng mà nó không phải chỉ đơn giản là một câu chuyện bình thường, mà tôi tin rằng mỗi một chúng ta, khi chúng ta thuộc về Chúa và bước đi với Chúa, đều là một câu chuyện của phép lạ, một câu chuyện của sự lạ lùng mà chúng ta cần phải bày tỏ ra cho mọi người. Amen. Khi chúng ta nhìn vào trong cuộc đời của mình, chúng ta có thấy phép lạ không? Có không? Tôi có cơ hội, đó là tôi đang huấn luyện ở trong cái trung tâm Nissi. Ở đây có ai biết trung tâm Nissi không ạ? Mỗi tuần thì tôi đến dạy ở Long An rồi ở quận 7, ở hai nơi. Và cảm ơn Chúa, khi mà dạy cho các em như vậy đó, tôi thấy mình được hân hạnh mà mình được khích lệ nhiều lắm. Bởi vì những cái cuộc đời của các em, phải nói là mỗi một em là một cái câu chuyện về phép lạ. Có một em đó, vào tính đến bây giờ là khoảng 3 năm, nhưng mà trong 18 tháng đầu tiên á, là ngơ ngơ ngáo ngáo, không biết gì hết. Bởi vì chơi đá đó, chơi hàng đá đó, chơi đến nỗi mà giống như là cái não á, nó bị hư luôn. Nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, không biết gì hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, rất là lạ lùng, Chúa thay đổi vào trong đó. Cứ ngồi, và khi tôi vào và dạy lời của Chúa đó, tôi có nói với tôi tới Chúa đó: đừng quan trọng cái vấn đề bằng cấp, nhưng mà điều quan trọng là hãy cứ cho các em, cũ mới gì cũng cần thiết, làm sao thuyết phục ngồi đó nghe lời của Chúa. Và Chúa Giêsu phán rằng: các ngươi sẽ được trong sạch vì lời ta bảo cho. Cứ ngồi đó mà nghe, cứ nghe, mưa dầm thấm sâu. Và cảm ơn Chúa, lời Chúa biến đổi. Lạ lùng lắm quý vị ơi. Tôi muốn nói đến sự lạ lùng đó là Chúa chẳng những phục hồi cái tâm trí của em ha, cái não của em ha, mà bây giờ Chúa lại ban cho em một cái trí nhớ lạ lùng luôn. Lạ lùng là sao biết không? Hiện nay á, em thuộc lòng sách Gia Cơ, thuộc lòng sách Ê-phê-sô,
thuộc lòng Thi Thiên 119. Có thể đứng đọc mà không cần Kinh Thánh. Quý vị thấy không? Cái việc mà Chúa phục hồi lại cái não, từ một cái não là ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì hết, mà bây giờ tôi nói xin lỗi á, Chúa lại cho một cái bộ nhớ mới á, mà nó lạ lùng. Tôi tưởng tượng giống như một cái CPU mà chưa có sử dụng gì hết, chưa có cái gì trọng hết, và nó cứ nạp vô. Chúng ta thấy thường điện thoại hay là máy tính á, cái CPU á, mà sử dụng nhiều quá đó, chúng ta phải delete đó, phải không ạ? Hay là format đó. Thì đúng nghĩa như vậy, Chúa format hết tất cả những cái gì trong quá khứ, để rồi bây giờ nó cứ tiếp nhận vô những điều mới, mà đó chính là lời của Chúa. Bây giờ yêu mến Chúa vô cùng, mỗi lần mà học lời Chúa là ngồi lắng nghe, suy gẫm, thắc mắc điều gì giơ tay lên hỏi. Ồ, rất là tuyệt vời. Cho nên tôi cảm thấy được khích lệ, và dần dần cái kêu gọi của Chúa trên đời sống của tôi càng nhiều hơn, gắn bó nhiều hơn. Và tôi cũng cảm ơn Chúa nữa, đó là tôi tới Chúa ở đó có một sự kết ước với tôi, và càng ngày thì lại càng muốn tôi gia tăng giờ để mà huấn luyện lời của Chúa ở đó. Và toàn là những thành phần quý vị biết là đã từng giết người, đã từng đốt nhà. Có một em á, nó bị ngáo đá đến mức mà nó đốt nhà nó cháy hết luôn mà không biết. Đốt cháy hết luôn ở trên Đắk Lắk á. Bây giờ ngồi học á, mới đầu tôi nhìn nó, tôi thấy nó cứ cười. Ngáo đá mà. Nhưng mà khi hỏi á, nó trở thành giống như là một cái tật như luôn vậy đó. Nhưng mà khi hỏi là rất là tỉnh táo. Khi học xong rồi thi á, là rất là kỹ hơn những người khác nữa. Nhiều cuộc đời lắm, cho nên tôi muốn nói rằng là vào đó thì tôi thấy mỗi một cuộc đời của từng em là một câu chuyện về phép lạ. Toàn là phép lạ, rất là lạ lùng. Và tôi muốn nói với hết thảy quý con cái Chúa đây, không phải chỉ những em đó thôi, nhưng mà chính đời sống của tôi và quý vị tại đây cũng đều là câu chuyện của phép lạ đó. Amen. Và chính vì cớ đó cho nên hãy giữ nó như là một cái nếp sống, một cái cách thế sống thứ hai. Giống như vua David ông nói tại nơi đây, đó là gì? Tôi sẽ tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hãy tỏ ra những việc lạ lùng mà Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Đừng có ngậm miệng lại, và cũng đừng có nói rằng tôi không có gì để chia sẻ, tôi không có gì để nói hết. Tôi muốn trả lời với quý vị rằng có nhiều thứ để nói lắm. Nhiều thứ để chúng ta nói về Chúa, về những việc mà Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Nhiều lắm, ông bà anh chị em ơi. Gần đây nhất, cách đây khoảng 2 tháng, lỗ tai tôi tự nhiên nó mọc lên một cái mục mà nó muốn bít cái lỗ luôn. Khó chịu vô cùng, và tôi phải đi vào trong trung tâm tai mũi họng trên đường Trần Quốc Thảo á, để khám ở quận 3 đó. Vào đó khám, họ chụp hình, họ soi đủ thứ hết. Họ nói tôi bị u nhú, bây giờ phải mổ, cắt nó đi. Họ dùng cái từ y khoa u nhú. Tôi nghe cái từ u là tôi thấy nó nguy hiểm rồi. Cái gì mà nó u là nó nguy hiểm rồi. Nhưng mà tôi hỏi, ủa u nhú là gì? Nhú là nó nhú lên á. Hỏi u nhú là gì? Cái dạng của nó cũng giống như một cốc vậy. Họ trả lời nó đơn giản vậy. Dạng nó giống như vậy. Bây giờ anh về uống thuốc này đi, rồi tuần sau vào cắt mổ nó. Và thế là tôi về cầu nguyện. Vợ tôi thì cứ thôi thúc, tuần sau anh đi cắt đi, chứ để như vậy không biết nó làm sao. Tôi nói không, không cắt. Cắt đau lắm, thì nó nằm ở trong này mà cắt làm sao mà không đau được. Thôi cầu nguyện, anh tin là cầu nguyện Chúa sẽ chữa lành. Khi mà tôi đi hớt tóc á, thường thường hớt tóc là lấy rái tai. Mà lấy rái tai này là
nguyên cái mục như vậy, đâu có thấy đường đâu mà lấy, nó bít cái lỗ tai rồi. Và cảm tạ ơn Chúa, tôi chỉ cầu nguyện sau một tháng nó xẹp lại một chút, sau hai tháng nó mất tiêu luôn, nó tiêu mất luôn. Đến nỗi mà mới cách đây mấy ngày tôi hớt tóc, cái người hớt tóc nói, tại vì khi mỗi lần tôi ra là tôi nói về Chúa, tại vì cái người đó là Công giáo, tôi nói về Chúa, tôi chia sẻ về lẽ thật. Rồi kỳ này người đó lấy rái tay tôi, ô nó hết rồi, công nhận đức tin anh mạnh ghê á. Tôi nói điều này không phải là mình khoe mình về cái đức tin của mình, nhưng mà chúng ta có cơ hội để nói về những điều lạ lùng mà Chúa làm. Từ những việc lớn cho đến việc nhỏ, tôi muốn nói với quý vị rằng là có vô số điều để mà chúng ta nói. Và đặc biệt hơn nữa, trong cái dịp Giáng sinh này, hãy tìm cơ hội để bày tỏ về những việc lạ lùng của Chúa và mời gọi nhiều người đến trong vương quốc của Ngài. Amen. Amen. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba, ông nói gì đây? Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài. Quý vị ơi, tôi thích chọn nếp sống này hơn là một nếp sống mà lúc nào cũng mang một cái gương mặt u sầu, buồn bã, lo lắng, tư lự. Chúng ta thích, chúng ta thích cái nếp sống nào? Chúng ta thích cái gương mặt nào? Quý vị từng xem những cái bức tranh về những cái gương mặt buồn và gương mặt vui, chúng ta thích gương mặt nào? Cái gương mặt cười và gương mặt khóc, chúng ta thích gương mặt nào? Tôi thấy ha, mấy cái gương mặt buồn là không bao giờ đẹp hết trơn á, mà khóc nó cũng xấu nữa, đúng không quý vị? Amen. Buồn, khóc, rồi gương mặt lo, gương mặt mà nó hoang mang, gương mặt mà nó đang sợ hãi về cái điều gì đó, khi chúng ta nhìn vào chúng ta thấy không có đẹp bao giờ cả. Nhưng mà tôi không cần biết cái gương mặt của người đó dài, tròn, méo, vuông như thế nào, không cần biết, nhưng mà hễ cười là đẹp à. Amen. Không tin quý vị cười đi tôi coi. Đó, thấy chưa? Đẹp ghê không? Người nào cười cũng đẹp hết á. Dù gương mặt đó ra làm sao không cần biết, nhưng mà hãy cười là đẹp. Chúng ta đọc về câu chuyện của Chí Phèo và Thị Nở. Nhìn thấy mấy gương mặt đó không? Nhưng mà cười thấy cũng khác nữa. Xấu ghê lắm, xấu đau, xấu đớn á, nhưng mà cười á là nhìn thấy khác liền. Nó vẫn có cái gì đó, nó nhẹ nhàng hơn, nó vui tươi hơn, cảm thấy rằng là nhẹ nhàng hơn khi chúng ta có thể gần gũi và tiếp xúc với những con người đó. Nếu một người đang ở trong cái tâm trạng buồn phiền, bực bội, khó chịu, chúng ta cũng ngại đến gần lắm, phải không quý vị? Nhưng mà khi chúng ta thấy một người đang vui, đang hân hoan, đang hớn hở, chúng ta dễ đến gần với họ lắm. Bởi vì chúng ta không cảm thấy ngại khi đến gần với những người đó, vì đến bởi vì họ đang vui mà. Amen. Đang vui thì cái gì cũng xí xóa được hết á. Đang vui cái gì cũng dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà đang buồn, đang bực thì không dễ à. Quý vị ơi, mỗi một con người của chúng ta, Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên có cảm xúc, có vui, có buồn, có cười, có khóc. Nhưng mà vua David, ông quyết định cho cái nếp sống của mình đó là sẽ luôn luôn hớn hở, vui vẻ ở trong Chúa. Amen. Bởi vì đây là sự chọn lựa,
Sự vui mừng là sự chọn lựa, và sự vui mừng là bông trái của Thánh Linh. Amen. Để có được điều này thì đời sống của một người phải nở rộ bông trái của Thánh Linh. Nếu chúng ta nói mình là con cái của Chúa, ở trong chín cái bông trái Thánh Linh nó không có cái trái buồn à. Amen. Tôi không có tìm thấy cái trái buồn ở trong đó, nhưng mà chỉ có trái vui thôi. Mà nếu mình nói mình có Thánh Linh thì nếp sống của chúng ta phải luôn luôn là vui vẻ. Amen. Nhìn cái gương mặt buồn á, ta thấy nó khó chịu gì đâu, ngại quá. Nhưng mà nhìn gương mặt vui á, và chúng ta muốn thông công, muốn trò chuyện, và thậm chí là muốn tìm những cái bí quyết làm sao có được cái niềm vui. Nhưng mà ông bà anh chị em ơi, lời Chúa cho chúng ta bí quyết rồi, ấy chính là bông trái của Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trong chúng ta thì sự vui mừng sẽ nở rộ. Amen. Amen. Và hãy quyết định với cái cách thế sống này, quyết định sống trong sự vui vẻ. Cho dù điều gì nó sẽ đến, hãy vui vẻ cảm tạ Chúa, vui vẻ ở trong Ngài. Vua David ông nói rằng là hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ và hớn hở ở đâu? Ở trong Ngài. Chứ không phải là vui vẻ hớn hở ở trong thế gian. Tại vì thế gian họ tìm kiếm những sự vui vẻ ở những cái điều mà đôi khi chúng ta thấy người ta tìm kiếm sự vui vẻ ở đâu? Ở trong những cái sự mua vui, ở trong chỗ trụy lạc. Họ tìm kiếm ở trong những quán bar, họ tìm kiếm ở những cái vũ trường, họ tìm kiếm cái chỗ vui đó, có phải không ạ? Ở đó có Chúa không? Chúa không ngự ở đó đâu. Ngài có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng mà chắc chắn Ngài sẽ không chấp nhận con cái của Chúa ở đó. Cho nên sự vui vẻ ở đó đó, những con người mà người ta tìm kiếm sự vui vẻ ở đó đó, nó không phải là sự chọn lựa mà Chúa muốn cho chúng ta. Nó không phải là cách thế sống của những người thuộc về Ngài. Ở đây vua David ông nói rằng là tôi sẽ vui vẻ và hớn hở ở đâu? Ở trong Ngài. Trong Chúa có sự vui mừng, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Amen. Chúng ta nói mình ở trong Chúa mà không có niềm vui, hãy kiểm tra lại à. Chủ nhật thì chúng ta có thể đến hát, ngợi khen, thờ phượng mạnh mẽ, đầy sức sống, đầy năng lực. Nhưng mà khi về nhà, đối diện với những cái nhu cầu nan đề xung quanh, không khí đó tan biến hết trơn. Tại sao? Như vậy chúng ta đến đây, chúng ta mới ở trong Chúa, còn ở nhà không có Chúa. Vấn đề là ở chỗ này. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta ở trong Ngài, và tại nơi nhà riêng của chúng ta, ở tại đó Chúa Ngài vẫn đang hiện diện, để chúng ta tận hưởng sự vui mừng hớn hở luôn luôn ở trong Ngài. Đừng để cho những cái nan đề nó đánh mất đi, nó cướp đi sự vui mừng ở trong lòng của chúng ta. Amen. Hãy nhớ chính Chúa Giêsu, lời của Chúa đã cho chúng ta thấy điều gì ở trong Hebrew đoạn 12 câu 2. Ngài đã vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Amen. Tôi đọc đến đây tôi cảm thấy Chúa ơi lạ quá. Ngài vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, mà sự vui mừng đó là gì? Đó là thập tự giá, đó là sự sỉ nhục. Đón nhận thập tự giá trong sự vui mừng,
đối diện với sự sỉ nhục trong sự vui mừng. Là con cái của Chúa, chúng ta bước đi với Ngài, và mỗi ngày chúng ta khát khao mong muốn mình giống hình ảnh Ngài. Amen. Amen. Mỗi ngày chúng ta xây dựng cuộc đời của mình, đời sống của mình, để trở nên giống Chúa càng hơn, giống Giêsu Christ càng hơn. Như vậy thì tôi tin rằng chúng ta cũng phải giống luôn trong sự vui mừng. Vui mừng trong mọi hoàn cảnh, vui mừng trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh. Amen. Đó là nếp sống thứ ba. Và điều cuối cùng đó là gì? Và ca tụng danh của Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người của chúng ta, cấu tạo trên cái cơ thể của chúng ta nó tuyệt vời lắm quý vị. Bây giờ chúng ta chỉ nói về cái gương mặt thôi nha. Chúa phân phối phải nói rằng là rất là hay ha. Từ đầu xuống hai con mắt ở đây, chân mày, rồi lỗ mũi, miệng, chúng ta thấy đẹp không? Vì thấy nó phân phối rất là đều mà rất là đẹp phải không ạ? Quân bình lắm. Và mỗi mỗi một cái bộ phận như vậy đó, nó có cái chức năng của nó cũng rất là đặc biệt. Bây giờ chúng ta nói đến cái miệng. Cái miệng. Và Kinh Thánh cũng nói về miệng nhiều lắm ạ. Cái miệng này dùng để làm gì ạ? Để ăn. Người ta thường nói là ăn nói. Vâng mà. Cái miệng này dùng để ăn. Ăn để mà cung cấp những cái lương thực, chất dinh dưỡng cho cơ thể. Rồi để nói, đó là sự truyền thông, phải không ạ? Và ngoài cái việc ăn nói còn làm gì nữa? Dạ. Ngoài việc ăn nói để làm gì? Để ca hát. Amen. Amen. Để ca hát nha, chứ không phải để chửi rủa nha. Lời Chúa khẳng định cho chúng ta và dạy dỗ chúng ta, nhắc nhở rất là rõ ràng, hãy chúc phước chớ có rủa xả. Môi miệng mà Chúa Ngài tạo nên cho chúng ta là để chúng ta chúc phước và ca ngợi. Gia Cơ ông nói rằng không thể nào mà đồng một cái mạch nước mà nó vừa ra nước đắng vừa ra nước ngọt. Thì cũng vậy, không thể nào đồng một cái miệng này mà vừa rủa xả mà vừa ca ngợi. Không thể, chỉ một mà thôi. Amen. Như vậy chúng ta cần phải biết rõ được rằng mục đích mà Ngài tạo dựng nên cái bộ phận này, cái miệng này, ngoài cái việc ăn, nói, còn phải làm gì? Ca ngợi Chúa. Ca ngợi Chúa. Chúng ta thấy thế gian này, họ dùng cái môi miệng này để ca hát rất là nhiều. Nhưng mà cái sự ca hát đó là ca ngợi ai? Họ ca ngợi thiên nhiên, họ ca ngợi con người, họ ca ngợi những cái đối tượng với những cái nội dung mà nó không có đem đến những cái ích lợi thật sự cho con người. Và điều quan trọng nữa là nó không đem đến sự vinh quang cho Chúa. Amen. Ở đây vua David ông nói rằng là ca tụng danh của Ngài, ca ngợi sự vinh hiển Ngài, ca ngợi những điều tốt lành mà Chúa Ngài làm trên cuộc đời của chúng ta. Còn thế gian này, chúng ta thấy nội dung của những cái lời ca ngợi của họ, những bài hát của họ, đôi khi nó đem đến cái gì à? Người ta nghe đem đến sự buồn rầu, sự sầu não, sự phân ly. Thà thê thảm thê thiết. Nghe cảm thấy nó muốn gọi là ruột gan rối bời luôn. Nhất là
nhạc bolero, phải không ạ? Bây giờ đang phát rất là phát triển á. Chúng ta nghe những cái nhạc đó, nghe một hồi, nghe một bài hết, bài thứ hai, bài thứ ba là chúng ta sẽ thấy toàn là tình duyên trắc trở. Áo em chưa mặc một lần, áo cưới mà chưa được mặc, rồi chia tay rồi, toàn là chết chóc không, với lại chia lìa không, không ích lợi gì hết trơn á. Nội dung của nó chẳng ích lợi gì hết, càng nghe càng buồn, càng nghe càng não nuột. Rồi những cái nhạc trẻ chúng ta nghe, chúng ta thấy gì? Ồ, giật sôi động DJ ha. Ồ, vô hôm đó mà bây giờ giới trẻ thích lắm, vô mà để cái lỗ tai vô cái loa đó nghe mới chịu nổi. Nghe riết rồi nghe không đã thì cần phải có đồ nghề, đồ chơi, tức là thuốc để lỗ tai mới có thể nghe được. Mà nghe cái gì đâu không ạ? Tôi nghe tôi chả nghe được cái gì hết. Nói tóm lại, môi miệng này của họ đã không sử dụng đúng chức năng và mục đích của nó mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Và muốn sử dụng đúng chức năng và mục đích mà Chúa tạo nên, đó chính là ca ngợi danh của Ngài. Amen. Amen. Và ông bà anh chị em ơi, có một cái bí quyết mà chúng ta không biết. Khi chúng ta ca ngợi danh của Chúa thì sự đắc thắng thuộc về chúng ta. Còn nhớ câu chuyện của vua Giô-sa-phát không? Khi dân Giu-đa bị dân A-môn, dân Mô-áp và dân Mao-nít ở núi Sê-rơ đồng loạt tấn công, nghĩa là đồng minh tấn công Giu-đa, vua Giô-sa-phát sợ hãi kêu cầu đến Chúa. Chúa bảo ông làm gì? Chúa có bảo rằng là hãy chuẩn bị gươm giáo, chuẩn bị những đội quân tinh nhuệ để mà ngày mai ra chiến đấu không? Không. Chúa bảo ngày mai lập một ca đoàn. Tôi không biết lúc bây giờ có mặc áo lễ không, nhưng mà lập ca đoàn ca ngợi Chúa thôi. Rồi tưởng tượng bên kia thì dân ở núi Sê-rơ ra là gọi là sơn tặc á, dân ở núi mà là hung hăng lắm. Rồi dân Ammon, Moab là quý vị biết rồi, rất là kinh khủng á, gươm giáo mát đang sẵn sàng để mà tấn công. Còn đây không có tấc sắt trong tay đứng, mà mặc đồ chắc có lẽ lịch sự hơn tôi nữa, có áo lễ nữa. Đứng thành lập một ca đoàn. Và tôi biết rằng ca đoàn lúc bây giờ là có bao nhiêu người, mà chắc là đông lắm. Và tôi nghĩ rằng ở bên địch á, họ sẽ cười á, nói mấy cái thằng Giu-đa này nó giỡn mặt hay sao ta, nó xem thường mình quá, không có gì trong tay hết trơn á. Đứng mà rất là nghiêm chỉnh, rất là chỉnh tề, rồi chuẩn bị cất tiếng lên hát: chúc cho đứng ngồi trên ngôi. Không biết hát bài gì mà tôi hát lại. Nó tóm lại là ca ngợi Chúa. Amen. Họ tôn vinh Chúa, họ công bố sự hiện diện của Chúa, công bố sự chiến thắng của Chúa, và Ngài là đấng đánh trận cho họ. Và cảm tạ Chúa, họ cứ cất tiếng lên hát thôi. Điều gì xảy ra? Ở trong sự ký thứ nhất đoạn 20 cho chúng ta biết rằng là họ tự đánh với nhau, họ tự giết lẫn nhau cho đến khi không còn một tên nào hết. Và dân Giu-đa chỉ đến gọi là chiếm lấy chiến lợi phẩm thôi. Tuyệt vời không quý vị? Và cái điều đó cho chúng ta thấy rằng sự ngợi khen ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén trong tay của họ, thì thiên 149 đã bày tỏ điều này. Khi chúng ta ca ngợi Chúa, sự chiến thắng thuộc về chúng ta.
Ma quỷ có thể tấn công chúng ta giống như là dân Ammon, dân Moab, dân ở núi Sê-rơ. Đó là những cái nan đề nó đang bao vây, vây phủ trên chúng ta. Người chị em chúng ta khi nãy nói rằng năm 2020 này ai cũng khó khăn hết. Điều đó đúng, tình trạng chung mà. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, con cái của Chúa không có đói ngày nào hết, không có thiếu ngày nào hết. Mà thậm chí chúng ta còn có thể dâng hiến để giúp đỡ cho những người nghèo ở miền Trung. Có không? Quý vị có tham gia không? Có. Như vậy đâu có thiếu đâu, đâu có nghèo đâu. Tôi cũng có cơ hội đi hai chuyến ở miền Trung. Một lần thì đi Quảng Nam, một lần đi Huế. Cảm ơn Chúa. Ai khổ, ai khó, ai thiếu, nhưng mà con cái của Chúa, Ngài vẫn bảo đảm cho con dân của Ngài đầy đủ và dư dật nữa. Amen. Cho nên ông bà anh chị em ơi, hãy có một nếp sống ca ngợi Chúa luôn luôn ở trên môi miệng của mình, ca ngợi Chúa luôn luôn ở trong đời sống của mình. Sự đắc thắng thuộc về chúng ta. Một cái hình ảnh nữa mà chúng ta thấy Phao-lô và Si-la ở trong tù chỉ ca ngợi Chúa thôi, không cần phải năn nỉ, không cần phải xin xỏ viên cai ngục để tha cho mình, không cần phải giải oan, chỉ ca ngợi thôi. Kinh Thánh nói rằng ban đêm hai ông cầu nguyện và ngợi khen Chúa. Xiềng xích rớt ra, nền ngục rung động, cửa tù mở toang. Lạ không? Tôi thấy chuyện đó nó rất là bình thường á, tại quý vị không để ý thôi. Ở trong bài giảng của chấp sự Ê-tiên, công vụ đoạn thứ 6 và thứ 7, chúng ta sẽ thấy khi ông giảng và ông nói, ông nhắc lại lời của Chúa rằng là trời là ngai của Chúa, đất là bệ chân của Chúa. Amen. Trời là ngai ta, đất là bệ chân ta, có nơi nào mà các ngươi làm nhà cho ta ở được chăng? Và tôi suy gẫm điều này, vì cớ đất là bệ chân của Chúa, cho nên khi mà Phao-lô và Si-la ngợi khen á, Chúa nhịp chân. Thường thường mà khi mà chúng ta hát á, một là vỗ tay, hai là nhịp chân, phải không à? Hát mà hay muốn nhịp nhịp theo đều á, là nhịp càng mạnh nữa. Ồ, tôi nghĩ rằng là Phao-lô, ông là ca sĩ đó, ông hát hay lắm á. Quý vị tin không? Quý vị có tin rằng Phao-lô hát hay không? Tôi tin á. Tại sao vậy? Tại vì ông nói, ông không có nói là ông hát hay, nhưng mà ông nói ông hay hát. Ông giải thích ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 rằng là tôi ngợi khen Chúa trong tâm thần và cũng ngợi khen Chúa bằng trí khôn. Có nghĩa là tôi hát trong tâm thần và hát bằng trí khôn. Ông nói rằng ông thường hát. Và tôi nghĩ rằng hay hát thì sẽ hát hay. Amen. Ông hát hay đến nỗi mà Chúa nhịp chân. Trời là ngai ta, đất là bệ chân ta mà. Mà Chúa nhịp thì làm sao mà ngục không rúng động được. Amen. Amen. Tôi nói vui thôi nha, cái đó là tôi giải nghĩa. Nhưng mà quý vị tin không tin, tin không tin là việc của quý vị. Nhưng mà tôi tin Chúa nhịp chân, nền ngục rúng động, xiềng xích mở ra, Phao-lô được giải cứu. Hay nói cách khác hơn, khi chúng ta ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh, sự giải cứu sẽ đến, sự chiến thắng thuộc về chúng ta, vinh quang thuộc về Ngài. Amen. Cho nên ông bà anh chị em ơi, buổi sáng nay đây, hãy giữ nếp sống này, hãy học cái hình ảnh của vua David. Nhưng mà thật sự đó là ý muốn của Chúa trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Hãy luôn luôn cảm tạ Chúa mọi lúc mọi nơi. Hãy luôn bày tỏ ra những điều lạ lùng ở trong đời sống của chúng ta, những gì mà Chúa đã làm ở trên cuộc đời của chúng ta và những gì mà chúng ta đã chứng kiến Chúa đã làm trên đời sống của những người xung quanh chúng ta. Điều thứ ba là hãy hớn hở vui mừng. Đừng để cho những gương mặt ủ dột
buồn phiền, nặng nề. Và đôi khi nó làm ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Và điều cuối cùng là hãy ca ngợi Chúa. Vì môi miệng này được Chúa tạo dựng nên với mục đích và chức năng của nó, ngoài việc ăn và nói, thì đó là ca ngợi. Hallelujah! Cảm ơn Chúa, nguyện lời của Chúa sẽ là hành trang cho mỗi đời sống của chúng ta buổi sáng nay. Chúng ta...